Phật thuyết Đại thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, quyển 30, phẩm 9, tinh tấn và La Mật Đa phần 6. Lại nữa này Xá Lợi Tử, ta ở chỗ Đức Nhiên Đăng Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, được đầy đủ pháp thân, sinh lên cõi trời Tam Thập Tam, hiệu là Quang Minh Thiên Tử, làm chủ Thức Ca La, có đại oai đức, đầy đủ đại thần thông, tiếng tâm vang khắp, tự tại vô ngại. Thời điểm ấy trong châu Diêm Phù Đề có 84.000 thành lớn, là có nhiều thành ấp xóm làng. Trong các xóm làng ấy, có 100.000 câu chi, na, do, đa, các loại hữu tình. Là cũng trong thời điểm ấy, kiếp tật bệnh nổi lên, hữu tình ác nghiệp bệnh duyên thành tục. Trên thân mang đủ các chứng bệnh, nào là ghẻ lở, ung thư, mục nhọt, hắc lào lan tràn, phong huỳnh, đàm ấm. Lúc đó có 100.000 y vương, hòa hợp lương dược trị liệu cho các hữu tình tật bệnh được thuyên giảm. Lại nữa này Xá Lợi Tử, lúc đó hữu tình không nơi nương tựa, không người cứu hộ, người chưa hết bệnh lớn tiếng than. Nếu trời rồng dạ xoa càng tác bà, la sát bà, nhân phi nhân, có thể khiến cho tôi giải thoát tất cả bệnh khổ não, thì tôi cũng dường hết tất cả tài vật, nguyện làm kẻ nô tỳ tùy ý sai sử. Này Xá Lợi Tử, người đời không thể thấy, còn ta dùng thiện thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người thường mới có thể thấy các hữu tình. Trên thân mang đủ thứ chứng bệnh, ghẻ lở ung thư, mục nhọt, hắc lào, phong huỳnh, đàm ấm, nóng lạnh. Các chứng bệnh tích tập đầy dẫy trên thân ta mới có thể thấy. Người đời không thể nghe các hữu tình lớn tiếng than, còn ta dùng thiên nhĩ thanh tịnh hơn người thường mới có thể nghe được. Khởi tâm đại bi thương xót các hữu tình ấy, ta suy nghĩ rằng ta sẽ làm chỗ nương tựa cho những ai không chỗ nương tựa, cứu hộ cho những ai chưa được cứu hộ, diệt trừ bệnh cho những ai chưa hết bệnh, tất cả đều được bảo hộ an lạc. Này Xá Lợi Tử, lúc đó ta ẩn thân Thước Ca La, cách đại thành Câu Lô không xa, bỗng nhiên hóa sinh thành tướng hữu tình tên là Tâu Mô. Vì các hữu tình có bệnh trong Diêm Phù Đề mà nói kể rằng, cách thành Câu Lô không bao xa, hóa tướng hữu tình tên Tô Mâu. Nếu ai đến xin thịt mà ăn, thì sẽ dứt hết các bệnh tật. Hữu tình các ngươi chớ kinh sợ, như vậy người ăn xin hoan hỷ. Tô Mâu không giận sân đã trừ, là đại lương dược châu Diêm Phù. Này Xá Lợi Tử, 84.000 đại thành, quận ấp xóm làng trong khoảng thời gian đó, tất cả hữu tình nghe tiếng này rồi, vội vã đi đến đại thành Câu Lô, chỗ Tô Mâu, lấy một ít thịt trên thân của Tô Mâu mà ăn. Ai nấy đều lấy thịt, nhưng thịt trên thân vẫn không tổn giảm. Lúc đó Tô Mâu nói kể rằng, Bồ Đề chân thật không hư dối, đạt được vô tận trí tuệ uẩn, là này chân thật không dối trá, khiến thịt thân ta cũng vô tận. Này Xá Lợi Tử, lúc đó các người bệnh trong Diêm Phù Đề tập hợp tại chỗ Tô Mâu, mỗi người đều lấy một ít thịt trên thân của Tô Mâu mà ăn. Do trí vô tận cho nên cắt như vậy rồi lại sinh, nhưng các chi phần trên thân sinh lại rồi không có tổn giảm. Lại nữa này Xá Lợi Tử, các người bệnh ăn thịt của Tô Mâu nên được hết các bệnh, an ổn khoái lạc, không còn tật bệnh tái phát. Như vậy các người bệnh trong châu Diêm Phù thể đều bớt bệnh, an ổn khoái lạc, không còn bệnh tật tái phát. Khi ấy các hữu tình trong châu Diêm Phù, hoặc trai hoặc gái, bé trai đều nói như vậy. Theo tôi nghĩ, sở dĩ hôm nay chúng ta đều hết bệnh, an ổn khoái lạc là nhờ ăn thịt Tô Mâu, vậy nên chúng ta hãy nên thân cận cúng dường Tô Mâu. Nói thế xong, cả chúng đồng loạt tập trung đến chỗ Tô Mâu, cùng nhau vây quanh nói kể rằng, Ngài là chỗ nương tựa của chúng tôi, Ngài là y vương, là lương dược, hôm nay chúng tôi phải làm gì? Nguyện xin cúng dường không xen lẫn. Này Xá Lợi Tử, lúc đó ta biết các hữu tình được an ổn rồi, liền hiện thân hình Đại Thước Ca La ở trước mọi người nói lời như vậy. Ta nay không dùng đến vương thành, quốc độ, quận ấp, xóm làng, nhà cửa, tài vật, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hộ phách,
các thứ trân bảo quý đẹp, voi ngựa, trâu dê, xe cộ, trai gái, bé trai bé gái, nô tỳ hầu hạ, đồ ăn thức uống, y phục giường nằm ngoạ cụ, thuốc thang, các vật dụng, vườn rừng ao tắm, các thứ đẹp để như vậy ta đều không dùng. Ta chỉ dạy dỗ các ngươi nên chấm dứt sát sinh, trọn đời không nên giết hại, nên chấm dứt trộm cắp, mãi mãi không trộm cắp, nên đoạn tà dục và mãi mãi không tà dục, nên đoạn nói dối và trọn đời không nói dối, nên đoạn hai lưỡi, trọn đời không nói hai lưỡi, nên đoạn nói lời thêu dệt và trọn đời không nói thêu dệt. Nói tóm lại, nên đoạn ác khẩu, tham sân, tà kiến, trọn đời không nên tái phạm. Lúc đó Đại Tước Ca La vì mọi người nói cả rằng, đa câu chi số các tài bảo, chất cao cũng như núi Tu Chi, ăn uống y phục thiên nữ đẹp, các thứ như vậy ta không dùng. Nếu ngươi cúng dường các thứ ấy, không bằng tu tập 10 điều thiện, mỗi mối đều khởi tâm từ bi, bất cứ lúc nào cũng thủ hộ. Bồ Tát không thích các tài lợi, chỉ hay hộ trì 10 nghiệp thiện. Các ngươi nếu cùng nhau tu hành thì đó chính là chân cúng dường, ăn uống y phục và ngoại cụ, voi ngựa xe cổ các trân báu. Như vậy cho đến thiên nữ đẹp, tất cả thứ ấy ta không nhận. Các ngươi nghe ta nói chân thật, nên tu 10 thiện nghiệp thanh tịnh, cùng nhau phát khởi tâm từ bi, đối tất cả chỗ thường thủ hộ. Nếu hai nhiếp thọ pháp như vậy, thì 10 thiện nghiệp luôn thanh tịnh. Đức Thế Tôn nói kệ rồi, bảo Xá Lợi Tử. Này Xá Lợi Tử, lúc đó ta ở trong đại chúng giảng nói pháp yếu, thanh tịnh, không xen tạp, chỉ dạy lợi ích an vui. Lúc ta nói pháp này rồi, ẩn thân không hiện. Lúc đó trai bé gái, ở trong chiêm phù đề, nhờ ăn thịt tô mau, nên đến khi mạng chung không có một người nào đọa vào đường ác. Cùng lúc đều được sinh lên cõi trời tam thập tam, ở trong chúng phía diệu tỏ các khoái lạc. Này Xá Lợi Tử, những người được sinh lên các cõi trời ấy nghe pháp này rồi, chỉ dạy được lợi ích an vui, hiểu biết ba thừa một cách chắc chắn. Ba thừa là thanh văn thừa, duyên giác thừa, vô thượng nhất thiết trí thừa. Ở trong chúng có người sẽ nhập niết bàn, chưa nhập niết bàn, hiện nhập niết bàn. Phật bảo Xá Lợi Tử, này Xá Lợi Tử, ông Quán Đại Bồ Tát an trụ pháp thân, sao gọi là được đại thần tôn, đầy đủ đại oai đức, danh xưng vang lừng. Lúc đó chỉ có một mình ta có khả năng xả thân mạng, thành thục tất cả hữu tình ba thừa niết bàn. Đức Phật vừa nói xong, Tôn giả Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát đầy đủ pháp thân? Phật bảo Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử, pháp thân của Đại Bồ Tát kiên cố cũng như kim cang không thể phá hoại, thù thắng vi diệu, chân thật không sinh diệt. Lại nữa, pháp thân vì độ hữu tình không tiếc thân mạng, vì lý do đó cho nên lửa không thể thiêu, vật không thể hoại, lại kiên cố như kim cang không thể phá hoại. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát thực hành tinh tấn ba la mật đa không thoái chuyển, như vậy là an trụ pháp thân đầy đủ, thành thục hữu tình, không tiếc thân mạng, cũng không ngôn thuyết phân biệt biến kế. Lại biết thân này cũng như hư không, lìa các tướng, do thân lìa tướng cho nên có thể hiểu rõ tất cả các pháp, lìa các tướng. Do lìa các tướng cho nên không phân biệt là thân, là pháp. Nếu đối với tướng thì thân đã lìa tướng, đối với tất cả pháp cũng lại như vậy. Nếu tự thân lìa được một tiếng thì có thể hiểu rõ tất cả hữu tình, thân lìa tướng. Vì pháp giới lìa tướng cho nên đối với tất cả pháp lìa tướng nên học như vậy, cho đến một pháp rất nhỏ cũng không thể được. Do đó tất cả hữu tình, thân chân như cho nên có thể hiểu rõ tất cả hữu tình, thân chân như. Do tất cả hữu tình, thân chân như cho nên có thể hiểu rõ tự thân chân như. Do tự thân chân như cho nên có thể hiểu rõ tất cả pháp chân như. Do tất cả pháp chân như cho nên có thể hiểu rõ tự thân chân như. Do tự thân chân như cho nên biết rõ chư Phật chân như. Do tất cả chư Phật chân như cho nên thông đạt tự thân chân như. Do tự thân chân như nên hiểu rõ quá khứ vị lai hiện tại chân như. Do quá khứ vị lai hiện tại chân như cho nên hiểu rõ tự thân chân như.
Lại quá khứ chân như cùng với vị lai chân như không trái nhau. Quá khứ chân như cùng với hiện tại chân như cũng không trái nhau. Hiện tại chân như cùng quá khứ chân như không trái nhau. Vị lai chân như cùng quá khứ chân như cũng không trái nhau. Lại quá khứ chân như cùng vị lai chân như không trái nhau. Vị lai chân như cùng hiện tại chân như cũng không trái nhau. Hiện tại chân như cùng vị lai chân như không trái nhau. Vị lai chân như cùng hiện tại chân như cũng không trái nhau. Do hiện tại chân như cùng quá khứ chân như cũng không trái nhau. Do quá khứ chân như cùng hiện tại chân như cũng không trái nhau. Lại quá khứ chân như cùng vị lai chân như hiện tại chân như cũng là như vậy. Lại uẩn xứ giới chân như kia, uẩn xứ giới chân như này, nhiễm tịnh chân như kia, nhiễm tịnh chân như này, niết bàn luân hồi chân như kia, niết bàn luân hồi chân như này, hành chân như kia, hành chân như này, tất cả hành chân như cũng là như vậy. Lại nữa này Xá Lợi Tử, như đã nói không có sai khác, không phải xa lìa, không phải hình tượng. Cho nên chân như không có tướng nhỏ nào, vì sao vậy chân như không tướng thuyết này, tức là tướng Như Lai. Như vậy là nhiếp thọ nhân quả chân như, thuyết này cũng là tướng của Như Lai. Bồ Tát thấy các tướng như vậy, không có tạo tác, tức là tướng Như Lai. Cái thấy ấy không phải tranh cãi, tất cả sắc tướng không có lay động, tức là tướng Như Lai, không phải là trí chân như. Làm thế nào để quan sát thân Như Lai? Nên bình đẳng quan sát thân Như Lai, tức là tự thân bình đẳng. Do tự thân bình đẳng quan sát nên tất cả thân không phải thân bình đẳng. Do tất cả thân không phải thân bình đẳng quan sát, cho nên đối với thân này có thể quan sát. Thế nên biết rõ tất cả thân tướng đều tự duyên sinh. Biết điều đó rồi, pháp thân quyết định không thể phá hoại. Đối với pháp thân cũng là như vậy. Khi đạt được pháp thân như vậy rồi, thì mới có khả năng phân biệt rõ không phải uẩn xứ giới. Đối với các hữu tình, thấy, nghe, hay, biết, thì mới có thể hóa độ làm các nghĩa lợi. Này Xá Lợi Tử, ví như y vương hoặc mạng tích tập hòa hợp các loại thuốc hay, rồi ban cho các người bệnh, ông ta còn tạo ra đồng nữ sắc tướng thù thắng phi diệu, có như ao hồ thanh tịnh tối thượng trang nghiêm đầy đủ, an trụ hết sức phi diệu, thời phi thời, đi đứng ngồi nằm, lại còn có thể làm các sự nghiệp thù thắng phi diệu. Lúc đó có cư sĩ trưởng giả dòng họ to lớn tối thắng tối thượng đến thấy đồng nữ được làm bằng thuốc. Khi ấy y vương hoặc mạng ban khắp cho mọi người sờ vào. Các người bệnh mỗi người khi rờ vào đều được khóa lạc thân an, không còn bệnh tật sầu não. Này Xá Lợi Tử, nên biết, chỉ có một y vương hoặc mạng mới có thể khiến hữu tình trừ hết bệnh tật, còn các thầy thuốc khác không thể trị hết. Này Xá Lợi Tử, biết rõ pháp thân của Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, cho đến hữu tình trai bé gái bị tham sân si thiêu đốt. Bồ Tát rờ khắp thân các hữu tình, có bệnh này đều được hết bệnh, xoay liệt tất cả nhiệt não. Bồ Tát đạt được như vậy là nhờ nguyện lực thuở xưa thanh tịnh. Lại nữa này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát không vì các việc ăn uống, tài vật nuôi dưỡng thân này, mà đối với pháp thân, tất cả việc lấy, bỏ, thảy đều thông đạt, nhưng vì thương xót hữu tình mà nhận lấy ăn uống. Đối với thân mạng cũng không xả bỏ, đối với sức pháp thân cũng không lấy bỏ, cũng không tổn giảm. Lại nữa này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát đối với pháp thân không sinh không diệt, nhưng vì thị hiện nên có sinh có diệt, lại có thể thành thục hữu tình đối với các hành pháp, biết rõ sinh diệt lại biết các pháp, cũng không hợp tập, chỗ sinh chỗ diệt thể đều biết rõ. Đối với pháp thân, pháp thực, pháp lực, pháp thường y chỉ, tâm không biểu hiện, đây là nguyện lực thuở xưa thành thục hữu tình, tinh tấn ba la mật đa không thoái chuyển. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng thọ nghĩa trên liền lặp lại bằng kệ rằng: nay mới được thành thân kim cang, không hoại, không tan, Phật biết rõ. Dao không tổn thương, lửa không đốt, độ hết hữu tình đều thoát khỏi. Độ thoát hữu tình, lửa giữ hại, nếu được thuốc mát mẻ tối thượng. Hữu tình thấy biết như vậy rồi, lại như ăn được các món ngon.
cho đến pháp giới không phân biệt. Chỉ một pháp thân không thân khác, không nhân, không ngã, không nho đồng, thông đạt các pháp do duyên sinh. Quán xét như thực hành, khổ hạnh, vì duyên chấm dứt nên khổ đoạn. Sắc uẩn không cứng như bọt nước, thọ uẩn cũng như bong bóng nước, tưởng như khắc ái, thấy sóng nắng, quán hành như cây chuối không thật, là như huyễn hóa các kỹ nghệ, trong mọi sát na đều lìa tướng. Những người có trí đã thí nguyện, rõ thức tẹo tác không chắc thật, các thứ đồ dùng như điện chớp, như dòng tác đổ từ núi cao, tà dục cũng giống như hình bóng, nhanh chóng còn nhanh hơn tên bắn. Biết rõ biến đổi như mây trôi, các bậc có trí không ham thích, không ở cõi, không ở trong trời người ba cõi. Thọ dụng ăn uống các thú vui, sau đọa vào địa ngục cực khổ, thế rồi không thích ở cõi trời. Không chỗ nương tựa như bàn sinh, người này nương tựa lìa sinh tử, Bồ Tát sẽ được đại pháp thân, dẫu có thành hoại không sinh diệt. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, để Bồ Tát thực hành tinh tấn Ba La Mật Đa không thoái chuyển, nên học như vậy. Thế gian đầy dẫy các pháp bất thiện, pháp đối trị là cũng lại như vậy. Nhưng hữu tình lại không biết. Hữu tình thế gian có ba chứng bệnh nặng, đó là tham, sân, si. Ba thứ bệnh này hữu tình không thể biết rõ. Ba thứ bệnh này có ba loại thuốc hay để chữa trị. Nhưng hữu tình cũng không biết. Nếu người bệnh tham thì dùng thuốc quán bất tịnh để chữa trị. Người bệnh sân thì dùng thuốc quán từ bi để chữa trị. Người bệnh si thì dùng thuốc quán nhân chuyên để chữa trị. Ba loại thuốc hay này, các hữu tình không thể biết. Nếu như có thuốc của y vương để chữa trị tật bệnh thì chỉ trị bớt tạm thời, chứ không thể trị hết hẳn, không thể trị hết tất cả bệnh. Người có trí không nên tùy thuận tu học như vậy, mà phải nên học pháp đối trị của Thế Tôn, làm đại y vương thông đạt tất cả thiện pháp vô thượng. Khi các người bệnh dứt sạch các bệnh, đó là cứu cánh. Còn đối với các y vương thế gian, dù chỉ một phần nhỏ cũng không nên theo học, phải nên tích tập, giả rơi sàn, sảy, hòa hợp pháp dược tối thượng. Nếu nghe tiếng rồi, thì cả bệnh nặng tham sân si thể đều tiêu trừ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này Xá Lợi Tử, đây gọi là Đại Bồ Tát thực hành tinh tấn Ba La Mật Đa không thoái chuyển. Phương thức tích tập giả rơi sàn sảy hòa hợp đại pháp dược như vậy, các thanh văn duyên giác đều không thể làm được. Chỉ có Như Lai vô thượng ứng cúng chánh đẳng chánh giác là đại y vương, gồm các thiện căn giả rơi sàn sảy hòa hợp làm đại pháp dược, tội pháp loa lớn phát ra âm thanh sâu xa vi diệu, khiến cho vô lượng vô số, vô biên trăm ngàn câu chi na do đa, cầm yết la tam thiên đại thiên thế giới thể đều nghe hết, nghe biết. Nói tóm lại, pháp dược ấy có khả năng trị hết tất cả đại bệnh tham, sân, si của vô số hữu tình. Vô lượng này không nhiều không thể nói hết, không thể nói hết. Này Xá Lợi Tử, với như trong rừng Tuyết Sơn có cây đại dược Thọ Vương, tên là Lìa Các Độc. Nó có khả năng khiến vô số hữu tình, khi ngửi được mùi hương của nó, thảy đều hết bệnh. Này Xá Lợi Tử, dùng cây đại dược Thọ Vương, Lìa Các Độc, bôi lên loa,
trống rồi thổi đánh lên thì làm cho các hữu tình đã bị trúng độc, thuốc độc, khí độc và tất cả độc. Hễ ai nghe được tiếng này đều được trừ hết các độc. Nay Xá Lợi Tử, cây đại dược thọ vương lìa các độc này, tất cả thầy thuốc đều không thể biết, chỉ có y vương hoặc mạng mới có thể biết. Nay Xá Lợi Tử, nếu đối với đại chánh pháp dược của đại Bồ Tát mà có khả năng tích tập, giả, rơi, sàn, sảy, hòa hợp thì chỉ có Như Lai mới có thể có, còn thanh văn chuyên giác không thể có được. Như Lai thông đạt tất cả thiện pháp, làm đại y vương có năng lực làm dứt hết các bệnh của tất cả hữu tình. Đối với pháp dược này có khả năng tích tập, giả, rơi, sàn, sảy, hòa hợp, thổi pháp loa lớn, phát ra âm thanh vi diệu sâu xa, khiến cho vô lượng vô biên trăm ngàn câu chi na do đa cầm yết là tam thiên đại thiên thế giới đều được nghe. Nói tóm lại, vô số hữu tình không thể nói hết, không thể nói hết. Khi nghe được tiếng này rồi, tất cả bệnh nặng, tham sân si đều trừ sạch. Sao gọi là Đại Bồ Tát tích tập pháp tài? Ở chỗ nào có thể dụng thí? Nếu Đại Bồ Tát dụng thí pháp tài thì chỉ có tích tập chánh pháp tạng của Bồ Tát. Nay Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát thực hành tinh tấn ba la mật đa không thoái chuyển. Đối với chánh pháp tạng, Bồ Tát thọ trì đọc tụng và nói nghĩa ấy, hoặc tự chép hoặc dạy người chép, cho đến diện nói rộng rãi cho mọi người nên học như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, thời quá khứ lần lượt như vậy rộng lớn không thể nghĩ bàn A Tăng Kỳ Kiếp, lúc đó có Phật hiệu Liên Hoa Siêu Thắng Như Lai, Đa Đà A Già Độ, A La Ha Tam Hiệu Tam Phật Đà. Trong hội Phật ấy có 80 câu chi chúng đại thanh văn đến tập hội, đều là A-la-hán, đã hết các lậu, không còn phiền não, tâm được tự tại đến bờ giác ngộ. Thọ mạng của Đức Phật ấy là 8 vạn năm, chánh pháp tồn tại thế gian đủ 500 năm, tượng pháp cũng vậy. Sau khi Đức Phật Liên Hoa Siêu Thắng Như Lai Niết Bàn, có Xá Lợi cũng như sau khi ta diệt độ không khác. Này Xá Lợi Tử, lúc Đức Liên Hoa Siêu Thắng Như Lai nhập Niết Bàn rồi, sau 100 năm, có Bồ Tát diệt độ từ phương khác sinh đến phương gia. Lúc đó, đứa bé mới nói với mẹ, nay vì duyên gì mà con sinh trong dòng họ phi pháp này, nên con vẫn nương tựa vào hạnh pháp chánh pháp mà tu hành. Vì lý do đó nên gọi là chánh pháp hạnh. Phật thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, Quyển 31, Phẩm 9, Tinh Tấn Ba La Mật Đa, Phần 7. Nay Xá Lợi Tử, vì muốn thực hành, vì muốn thành thuộc thiện căn, cho nên suốt 20 năm, đồng tử phát lòng tinh thanh tịnh đối với chánh pháp hạnh, bỏ nhà xuất gia, thành tướng Bí Xô, thọ giới Cụ Túc, hoặc ở A Lan Nhã, hoặc ngồi thiền dưới gốc cây. Lúc đó trong hư không có các hiền thánh đến chỉ dạy, nghĩa lợi, bảo Bí Xô rằng, thầy đối với chánh pháp tạng của Bồ Tát được hạnh tinh tấn không thoái chuyển, có danh tiếng lớn, sẽ được thành Phật. Bí Xô nghe tiếng của hiền thánh, rồi sinh đại hoan hỷ thật chưa từng có, cho đến tất cả nhân dân trong thành ấp, xóm làng, quốc độ, vương cung, khắp tất cả mọi nơi đều tìm cầu chánh pháp Bồ Tát tạng. Lại đến Bí Xô đến tăng nhà làm cung kính, đảnh lễ thăm hỏi chúng Bí Xô và Bí Xô Ni rồi thưa, sao gọi là chánh pháp Bồ Tát tạng? Bồ Tát đối với A Xà Lê và Pháp Phật, làm sao thừa sự thân cận tu học? Tôi nay muốn ở chỗ tôn giả mà tìm cầu chánh pháp Bồ Tát tạng, hoặc danh hoặc tự đều đến lắng nghe. Nghe Bí Xô hỏi thế, chúng Bí Xô trả lời, này Bí Xô, điều đó chúng tôi không biết. Bí Xô lại thiết nghĩ, như vậy lời nói của hiền thánh không có hư vọng, tôi chưa từng nghe chánh pháp Bồ Tát tạng, đối với tinh tấn không thoái chuyển làm sao mà thực hành. Nghe thế rồi Bí Xô chuyển sang hỏi, thưa tôn giả cụ thọ Đức Liên Hoa Siêu Thắng Như Lai, hiện ở phương nào của xin chỉ giúp cho? Cái Bí Xô kia trả lời, này Bí Xô, Đức Liên Hoa Siêu Thắng Như Lai hiện ở phương này. Nghe thế, Bí Xô liền đến chỗ Đức Phật theo sự hướng dẫn đó, đến rồi nhiễu quanh bên phải ba vòng, đành lại sát chân rồi đứng dậy thưa. Thưa Thế Tôn, nơi con ngồi kiết già nơi đây,
Nếu không được nghe được chánh pháp Bồ Tát Tạng từ nơi Đức Liên Hoa Siêu Thắng Như Lai, thì không thì thề không ngồi dậy. Này Xá Lợi Tử, trong 7 ngày 7 đêm, biết số này tinh tấn không thoái chuyển, kiên cố như vậy, quá 7 ngày 7 đêm, nhờ thần lực của Phật nên thấy thế giới phương Đông Bảo Tạng Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, nghe Đức Thế Tôn ấy khai diễn tam thứ pháp môn. Tam pháp môn này có khả năng tùy thuận tu học chánh pháp Bồ Tát Tạng. Lúc đó Bí Xô nghe đầy đủ tám pháp chẳng thể nghĩ bàn này không có gì hơn được, liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng, Bí Xô có thể khai diễn hạnh tinh tấn không thoái chuyển, lại ở trong thành ấp xóm làng quốc độ vương cung, trọn 60 năm giáo hóa vô lượng vô biên trời người trụ trong ba thừa. Lúc Bí Xô sắp lâm chung, lại phát nguyện. Sau khi tôi viên tịch sẽ sinh vào các cõi Phật, ở cõi Phật diệt rồi, sinh vào Diêm Phù Đề trong dòng họ trưởng giả, sinh rồi phát lời nguyện tu hành chánh pháp hạnh. Vì lý do đó, cho nên đồng với tên thuở xưa là chánh pháp hạnh, phát lòng tinh thanh tịnh, bỏ nhà xuất gia, thành tướng Bí Xô, thọ giới cụ túc. Xuất gia chưa bao lâu, hiện tiền an trụ chánh pháp Bồ Tát Tạng, trong 6 vạn năm khai diễn chánh pháp hạnh Bồ Tát Tạng khắp cả thành ấp, xóm làng, quốc độ, vương cung, giáo hóa vô lượng vô biên trời người, thành thục ba thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và vô thượng đại thừa. Khi sắp lâm chung lại phát thệ: nhờ nguyện lực này, được làm người trong châu Diêm Phù Đề, sinh trong dòng vua chúa, sinh ra trong sát na, trong hư không có tiếng hiền thánh bảo rằng, cõi hữu tình của ngươi vượt hơn các pháp. Vì lý do đó cho nên đặt tên là siêu vượt hơn các pháp, thanh thục hữu tình. Đến năm 20 tuổi phát sinh lòng tin chân chánh, rồi nhà xuất gia thành tướng Bí Xô, thọ giới cụ túc vượt hơn các pháp chánh niệm chuyên lực, hiện tiền an trụ chánh pháp Bồ Tát Tạng. Này Xá Lợi Tử, Bí Xô vượt hơn các pháp này đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng, đoàn các nghi hoặc đi khắp thành ấp xóm làng quốc độ vương cung, khai diễn chánh pháp hơn 6 vạn năm, khiến vô lượng vô biên trời người Atula phát tâm chánh đẳng chánh giác. Khi Bí Xô sắp lâm chung lại phát thệ rằng: được làm thân người, sinh vào dòng họ trưởng giả Đại Bà La Môn trong châu Diêm Phù Đề, sinh ra trong khoảng sát na, giữa hư không có tiếng thánh hiền bảo, hữu tình giới của ngươi được chánh niệm, cho nên đặt tên là được chánh niệm thành tục hữu tình. Đến năm 20 tuổi phát lòng tin chân chánh, rời nhà xuất gia thành tướng Bí Xô, thọ giới cụ túc. Do thuở xưa suy nghĩ như thật, cho nên thành tựu đa văn tối thượng tối thắng, trong 60 năm thuyết pháp giáo hóa, để các thành ấp xóm làng quốc độ vương cung, các hữu tình đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng có khả năng khai diễn đoạn các nghi hoặc, lại giáo hóa quá hơn số đó nữa. Giáo hóa đến 4 châu, câu chi trời người Atula, thành thục ba thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, vô thượng trí Phật thừa. Đây Xá Lợi Tử, Bí Xô chánh pháp hạnh này phát nguyện ấy rồi, liền mạng chung sinh vào trong cõi Phật Bảo Tạng Như Lai thuở xưa. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát này khiến 60 câu chi trời người Atula đều được viên mãn thành thục ba thừa. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy ở trong cõi Phật Bảo Tạng Như Lai không có gián cách, đạt được đa văn đầy đủ tối thượng tối thắng chẳng thể nghĩ bàn. Sau khi mạng chung được sinh vào dòng họ vua chúa trong thế giới Liên Hoa Siêu Thắng Như Lai, thuở xưa giáo hóa 60 câu chi trời người Atula đông sinh ra đều làm quyến thuộc. Lúc đó có Đức Phật ra đời, hiệu là tối thượng hạnh Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Tuổi thọ của Đức Phật ấy đủ 80 câu chi, năm tuổi thọ của nhân dân nước đó cũng lại như vậy. Đức Phật ấy có 80 câu chi đại chúng thanh văn cùng đến tập hội đều là A-la-hán. Mỗi một thanh văn đều có 80 câu chi đại chúng thanh văn, đồng là đại A-la-hán thanh tịnh. Lúc đó có đồng tử dụng mãnh thọ vương đa văn, thành tựu trí tuệ, thông đạt sáng suốt đồng tử cùng với quyến thuộc 80 câu chi người, đồng thời đến chỗ tối thượng hạnh Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác.
đến rồi đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh Đức Thế Tôn rồi đứng qua một bên. Lúc đó tối thượng hạnh Như Lai biết được tâm niệm nhân duyên tuổi xưa của đồng tử nên liền nói pháp. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo: Này Xá Lợi Tử, đồng tử dũng mãnh thọ vương nghe được hạnh tu hành thọ xưa như vậy rất xin hoan hỷ, còn với 80 câu chi quyến thuộc đồng phát lòng tinh thanh tịnh, bỏ nhà xuất gia, thành tướng Bí Xô, thọ giới cụ túc, trọn đời tu hành phạm hạnh cầu đạo Bồ Đề. Lúc đó Đức Tối Thượng Như Lai bảo đại chúng: Này đại chúng, sau khi ta diệt độ Đại Bồ Tát dũng mãnh thọ vương này sẽ thành Phật xuất hiện thế gian, hiệu là Đại Tinh Tấn Như Lai Ứng Cúng Chánh Đặng Chánh Giác. Sau khi Đức Tối Thượng Như Lai niết bàn, dũng mãnh thọ vương cúng dường Xá Lợi rồi thọ trì chánh pháp, sau đó chứng quả Chánh Đặng Chánh Giác. Nay Xá Lợi Tử, tuổi thọ của Đại Tinh Tấn Như Lai là nửa kiếp, có vô lượng đại chúng thanh văn, mỗi một thanh văn đều có 20 Nayoda đại thanh văn. Chúng đều là đại A-la-hán thanh tịnh cùng đến tập hội. Nay Xá Lợi Tử, Đại Bồ-Tát tinh tấn không thoái chuyển này, thực hành tinh tấn Ba-la-mật-đa, đối với chánh pháp Bồ-Tát Tạng, nghe rồi, lần lượt thọ trì đọc tụng, rồi đem diễn giảng cho mọi người, cho đến sinh vào thế giới tinh tấn Như Lai. Nay Xá Lợi Tử, nếu thiện nam thiện nữ nào an trụ đại thừa thì mau chóng chứng quả chánh đẳng chánh giác, tinh tấn không lui sụp đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng, quyết định lắng nghe thọ trì độc tụng cho đến diện nói cho mọi người. Vì sao này Xá Lợi Tử, như các đại Bồ Tát có khả năng đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng tinh tấn cần cầu hạnh tinh tấn không thoái chuyển như vậy? Này Xá Lợi Tử, đây là đại Bồ Tát tinh tấn Ba La Mật Đa. Phẩm 10, Thiền Định Ba La Mật Đa, phần 1. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, sao gọi là Đại Bồ Tát tu hành hạnh tinh tấn hướng đến Thiền Định Bồ Tát Ba La Mật Đa? Đại Bồ Tát trước hết là xa lìa lỗi lầm, nhiễm dục các pháp bất thiện đối với tầm từ phát sinh hỷ lạc. Đây gọi là nhập giải sơ thiền định hạnh. Này Xá Lợi Tử, cái đó là Đại Bồ Tát xa lìa tầm từ, tức là đối với một cảnh tánh bên trong phát sinh tâm trong sạch thanh tịnh, đối với đẳng trì phát sinh hỷ lạc, đây gọi là nhập giải nhị thiền định hạnh. Này Xá Lợi Tử, cái đó nữa là Đại Bồ Tát xa lìa tham ái, hành niệm chánh tri, chỉ thọ diệu lạc, thân luôn chánh tri, như thánh nhân quán sát xả niệm ly hỷ, diệu hạnh lạc, diệu lạc hạnh, đây gọi là nhập giải tam thiền định hạnh. Nay Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát trước hết là đoạn trừ khổ vui, thích thú phiền não, không khổ không vui, xả niệm thanh tịnh, đây gọi là nhập giải tứ thiền định hạnh. Đại Bồ Tát như thật được viên mãn thanh tịnh thuần nhất không xen tạp, tâm chánh đẳng dẫn không còn các chi phần khác, và tùy phiền não không lìa đẳng trì, nhưng có khả năng thực hành sự nghiệp thiền định ấy, nó còn viên mãn năm thần thông và trí nghiệp ấy. Năm thần thông là gì? Một là thiên nhãn, hai là thiên nhĩ, ba là tha tâm, bốn là túc trụ, năm là thần cảnh, đó là năm thần thông. Lại nữa, sao gọi là Bồ Tát đối với thiên nhãn thần cảnh có khả năng viên mãn chánh hạnh thần thông trí nghiệp tối thượng? Này Xá Lợi Tử, Bồ Tát này an trụ như thật tâm chánh đẳng dẫn, viên mãn thanh tịnh thuần nhất không xen tạp và tùy phiền não, tâm không ham muốn các hữu tình, mà lại có khả năng khởi thần cảnh đẳng thông, đây gọi là thần thông trí nghiệp. Lại được thiên nhãn thanh tịnh hơn cả mắt người thường, có khả năng quán sát các hữu tình như vừa mới sinh ra liền chết, cái tướng tốt xấu, đường ác đường thiện, thu thắng phi diệu, hạ liệt thấp kém, cho đến biết được nghiệp hạnh sai khác của các hữu tình, trong thân miệng ý đầy đủ các ác hạnh, khởi lên tà kiến phỉ báng thánh hiền, tích tập nghiệp nhân tà kiến, đến khi mạng chung đọa vào đường ác Na Lạc Ca, là còn có thể biết được thân miệng ý của hữu tình đầy đủ thiện hạnh, khởi lên chánh kiến, tán thán thánh hiền, tích tập nghiệp thân chánh kiến, đến khi mạng chung sinh vào đường thiện hoặc sinh lên cõi trời. Này Xá Lợi Tử, do thiên nhãn thanh tịnh hơn người thường nên có thể biết rõ hữu tình tích tập nghiệp ác,
nay Xá Lợi Tử. Đây là thiên nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Tối thắng hơn các hữu tình, biết rõ sắc tướng không bị chướng ngại. Không những thế còn hơn cả các hàng trời đồng Dạ Xoa, Càn Thất Bà Atula, hữu học vô học Đại A-La-Hán và Bích Chi Phật. Thật là tối thượng tối thắng, biết rõ tất cả không có ai hơn. Lại thiên nhãn này đối với tất cả đạo xuất ly tối thắng. Các Bồ Tát có thiên nhãn này đối với vô lượng hữu tình trong mười phương thế giới, hoặc thô, hoặc tế, hoặc hơn, hoặc kém, hoặc xa, hoặc gần, đều biết rõ các tướng có sắc không có đối ngại. Lại nữa thiên nhãn này, thấy sắc rốt ráo, trừ vô sắc giới, vô lượng hữu tình trong mười phương thế giới, hoặc sinh, hoặc diệt, và nghiệp nhân, tất cả căn nhân ấy, hoặc tăng, hoặc giảm, hoặc thắng, hoặc liệt, đều biết rõ. Công đức trang nghiêm các cõi Phật trong mười phương thế giới, tất cả đều thấy. Giới uẩn thanh tịnh, an trụ, thành tựu quả báo thù, thắng phi diệu cũng đều biết rõ. Lại nữa thiên nhãn này vượt hơn người thường, chư Phật Thế Tôn và chúng Bồ Tát thế tất cả đều thấy. Cho đến chánh sĩ, chánh niệm, chánh tri, thông đạt cảnh giới oai nghi, đạo hạnh và pháp giải thoát được môn tổng trì, an trụ trí tuệ phương tiện khéo léo, có khả năng hiểu rõ viên mãn tất cả. Mắt ấy vô ngại, không thấy các sắc, mắt ấy không nắm trước, không nhiễm các sắc, mắt ấy giải thoát xa lìa các kiến. Mắt ấy thanh tịnh, tự thể sáng lạng, mắt không nương tựa, lìa các cảnh giới. Mắt không chấp thủ, lìa các phiền não. Mắt không ngăn chê, lìa các nghi hoặc. Mắt không khởi niệm, lìa pháp đối ngại. Mắt được ánh sáng chiếu soi các pháp. Mắt theo trí tuệ lìa cảnh giới thức. Mắt không dính mắt, lìa những gì khó điều phục và ngu si tối tâm tất cả phiền não. Mắt ấy có thể lựa chọn, biết các căn huyện hóa. Lại mắt ấy không có gì hơn được, luôn luôn nhìn hữu tình với con mắt bình đẳng. Mắt ấy thanh tịnh, lìa sự suy nghĩ tạp nhiễm. Mắt ấy không nhờ thờ tánh trong sáng. Mắt ấy tùy theo tâm ý mà có thể hiện tiền thành thục Phật nhãn. Mắt ấy không tham sân, lìa mọi nghịch thuận. Lại thiên nhãn ấy đối với cảnh giới, nghĩa, tu hành, pháp, thức tương ưng như thật. Lại đối với hữu tình an trụ đại bi. Lại nữa, thiên nhãn ấy nếu có người đến xin đều ban cho cả. Thấy người phá giới cũng không sân giận. Đối với người đọa lạc thường hay thủ hộ, đối với người biến nhát thường hay khuyên răng, sách tấn. Vì người tán loạn thể hiện thiền định, vì người ác tuệ chỉ bày tuệ nhãn chân chánh, vì người tà đạo kháng ngộ chánh đạo, vì người hiểu biết thấp kém, hay vượt trội hướng dẫn họ đến với tri kiến tối thượng của Phật. Lại nữa thiên nhãn ấy đối với nhất thiết trí, trí thần thông tối thượng, đối với đạo Bồ Đề chuyên chú một cảnh quyết định, hiện tiền, nay Xá Lợi Tử, đây là Đại Bồ Tát có thể viên mãn thiên nhãn thông về sự nghiệp trí tuệ. Lại nữa này Xá Lợi Tử, sao gọi là Đại Bồ Tát được thiên nhĩ thông, gia viên mãn chánh hạnh thần thông trí nghiệp tối thượng. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này, thiên nhĩ thanh tịnh vượt hơn người. Thiên nhĩ ấy có thể nghe tiếng nhân phi nhân trong mười phương thế giới, có thể nghe tiếng trời rồng, tiếng Dạ Xoa, tiếng Càn Thác Bà, tiếng A-tu-la, tiếng Ni Lỗ Noa, tiếng Khẩn Na La, tiếng Ma Hầu La, tiếng nhân, tiếng phi nhân, tiếng thánh nhân, tiếng thanh văn, tiếng duyên giác, tiếng Bồ Tát, tiếng Phật. Đây gọi là Đại Bồ Tát thiên nhĩ thanh tịnh. Thiên nhĩ ấy còn nghe được các tiếng tội nghiệp, tiếng địa ngục, tiếng bàn sân, tiếng diệm ma la giới, cho đến biên tế vi tế như tiếng bươm bướm, tiếng ong, tiếng bọ cạp, tiếng mũi, tiếng ve, và các ngữ nghiệp của hữu tình nói ra, hoặc tâm phan duyên, thiện, bất thiện, tất cả đều biết rõ. Ngữ nghiệp nói ra, căn thiện, bất thiện, nhân và quả đều biết rõ. Nếu ngữ nghiệp tham, thì liền biểu hiện ra nhiệm ái. Nếu ngữ nghiệp sân, thì biểu hiện ra lời mắng chửi ác độc. Nếu ngữ nghiệp si, thì biểu hiện tham sân. Các bản tánh ấy, Bồ Tát đều biết rõ. Ngữ nghiệp si cũng biểu hiện lời mắng chửi ác độc. Nếu ngữ nghiệp si
thì biểu hiện sự ngu si đen tối, tất cả những trạng thái đó Bồ Tát đều biết rõ. Lại nữa, trí thiên nhị thông ấy biết rõ như thật phát sinh khéo léo, phá vỡ nghiệp ấy, tùy thuận thanh tịnh. Do đó nó có thể đốt phá. Nếu ngữ nghiệp thanh tịnh thì nó có thể đối phá tất cả tham sân si đều khiến thanh tịnh. Lại nữa, thiên nhị ấy nghe rõ được tiếng thánh nhân hoặc không phải thánh nhân. Nghe như vậy rồi không sinh đắm trước tiếng thánh nhân, còn đối với tiếng không phải thánh nhân thì không đắm trước đối với tiếng thánh nhân. Lại đạt được đại từ. Đối với tiếng không phải thánh nhân thì phát khởi đại bi đối với tất cả tiếng không có tiền hậu tế, dùng trí quyết định biết rõ như thật. Lại nữa, thiên nhị ấy nghe chư Phật Thế Tôn nói pháp vi diệu trong mười phương tất cả thế giới, nghe rồi nhớ nghĩ, thay đổi căn tánh, không sinh ngu si, nhiếp thọ tất cả, cũng không thất niệm. Như hữu tình ấy hiểu rõ căn tánh, biết rõ các pháp bình đẳng một vị. Lại nữa, sau khi nghe một Đức Phật, hai Đức Phật nói pháp, không sinh các sự tướng sai khác chướng ngại lẫn nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, quyển thứ 31, hết.